Vâng, thưa quý vị, mới đây trong văn bản góp ý lên Bộ Tài chính về đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số hàng hóa dịch vụ như là điện thoại di động, camera, nước hoa hay là cả mỹ phẩm. Và đề xuất này nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trong những ngày qua, bởi đây dù không phải là mặt hàng thiết yếu nhưng lại là những thứ được sử dụng rất hàng ngày và hầu như là ai cũng sử dụng. Vậy đánh thuế đối với những mặt hàng này thì liệu có thuyết phục hay không? Và câu chuyện tối nay xin kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, cùng tham gia với chương trình để trao đổi với nội dung này. Vâng, trước hết xin được cảm ơn ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế đã dành thời gian chương trình chào buổi tối ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên là, thưa ông, vì sao phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và mặt hàng nào thì cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Ông có thể cho khán giả truyền hình được rõ hơn về điều này không ạ? Trước hết thì thuế tiêu thụ đặc biệt đúng như tên gọi của nó, đó là một sắc thuế đặc biệt. Và phổ biến trên thế giới thì rất nhiều nước, có thể nói là hầu hết các quốc gia trên thế giới thì đều áp dụng cái sắc thuế tiêu thụ đặc biệt đó. Và cái chữ đặc biệt đó thì nó gắn với hai thứ, tức là cái đối tượng để đánh thuế. Một là hàng hóa mang cái tính chất đặc biệt, hai nữa là dịch vụ mang tính chất đặc biệt. Và ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay theo cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành năm 1998 và có hiệu lực từ đầu năm 1999 thì chúng ta đánh vào những cái hàng hóa và dịch vụ nó mang cái tính thứ nhất là xa xỉ, cần phải hạn chế hay là điều chỉnh kể cả các hành vi sản xuất cũng như hành vi tiêu dùng. Tôi đơn cử những cái mặt hàng hiện nay chúng ta đánh thuế tiêu thụ đặc biệt mà nổi bật nhất đó là bia, là rượu, là ô tô hay là vàng mã hay là bài lá chẳng hạn. Thì đó là những cái mà chúng ta hiện đang đánh cái thuế tiêu thụ đặc biệt về mặt hàng hóa. Thế còn các cái dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ về casino, dịch vụ về sổ số hay là các cái dịch vụ karaoke, vũ trường hay là sân golf, thì đó tóm lại là các cái hàng hóa, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà mang cái tính là hạn chế cái sản xuất, cái tiêu dùng, cũng như là dùng để điều chỉnh cái hành vi tiêu dùng, và do đó thì nó mang cái tên gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt. Vâng ạ, vừa qua thì ông cũng đã theo dõi những cái luồng ý kiến rất là trái chiều nhau xung quanh đến câu chuyện là áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng như là điện thoại di động, nước hoa hay là mỹ phẩm. Và những mặt hàng này thì vốn được coi là hiện tại bây giờ là rất là thiết yếu trong cuộc sống rồi. Vậy nhận định của ông về vấn đề này như thế nào? Trước hết thì tôi chia sẻ với anh, tức là ví dụ như cái mặt hàng nước hoa, mỹ phẩm thì có thể nói là cùng với cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam hay là cái sự phát triển của công nghệ trên thế giới, cái mức thu nhập của chúng ta thì như cái điện thoại di động chẳng hạn thì có lẽ là không còn xa lạ gì đối với mọi người, kể cả những người ở đô thị cũng như là những người ở khu vực nông thôn. Do đó thì đầu tiên đó nó không phải là những cái mặt hàng mà nó gọi là đặc biệt. Và do đó thì cái việc mà chúng ta đặt nó vào trong cái hướng để có thể là đặt như là một cái đối tượng để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi cho rằng là chưa hợp lý. Tôi cho rằng nếu mà chúng ta đặt vấn đề về nước hoa, về mỹ phẩm, về cái điện thoại di động mà là đặt đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì có lẽ là nếu đặt vào cái bối cảnh 20 năm trước thì có lẽ là phù hợp. Tại cái thời điểm đó khi mà cái nền kinh tế của chúng ta vẫn còn có thể nói là ở một cái trình độ phát triển thấp, khi mà cái thu nhập của đại đa số các hộ gia đình Việt Nam thì vẫn còn chưa được cao, và đặc biệt là cái tiêu dùng chỉ có những người mà có thể nói là có thu nhập rất cao thì họ mới sử dụng những cái mặt hàng cao cấp kiểu như vậy, thì lúc đó cái tính chất đặc biệt của những cái như là nước hoa, như là mỹ phẩm hay là điện thoại di động thì mới có thể xem xét là đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì rõ ràng tại thời điểm của chúng ta hiện nay thì tôi cho rằng đó là những cái mặt hàng rất là phổ biến và không có gì gọi là đặc biệt để mà mang cái tính chất là chúng ta phải đánh thuế đối với những cái mặt hàng này. Không ít lần mà khi chúng ta sửa các cái sắc thuế nói chung cũng như là cái sắc thuế tiêu thụ đặc biệt nói riêng thì có thể nói là những cái cuộc tranh luận về cái đối tượng hay là cái hàng hóa, cái dịch vụ nào sẽ trở thành cái đối tượng để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như là áp cái thuế suất như thế nào đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các yếu tố về kinh tế, các yếu tố về xã hội cũng như là trình độ phát triển. Do đó thì một lần nữa tôi nhấn mạnh là nếu cái đề xuất đó ở khoảng 20 năm trước thì có thể là còn có cái căn cứ nó tương đối hợp lý, còn bây giờ thì rõ ràng là nó rất thiếu căn cứ, đặc biệt là cả căn cứ thực tiễn cũng như là về mặt lý thuyết trong cái việc là chúng ta đánh thuế. Có thể thấy trong cái bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay thì cái việc mà chúng ta gia tăng các loại thuế và đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các loại như là điện thoại, mỹ phẩm với nước hoa thì vô hình chung chúng ta sẽ đẩy đến một cái hệ lụy là rất nhiều hàng giả, hàng nhái cũng sẽ ra đời. Bởi vì khi chúng ta áp thuế đặc biệt, tiêu thụ đặc biệt thì cái giá cả sẽ leo thang hơn, và các cái chiêu trò, các cái kẻ tìm cách xâm nhập để mà buôn lậu các cái mặt hàng này cũng sẽ gia tăng hơn. Vậy ý kiến và quan điểm của ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế, thế nào?
Vâng, anh cũng đã nói một cái điểm có thể nói là cốt lõi trong cái việc mà cái vấn đề chúng ta đặt ra là có đánh thuế hay không đánh thuế, hay là nếu mà có đánh thuế thì chúng ta sẽ đánh ở mức thuế nào. Bởi vì rõ ràng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như là hầu hết các cái sắc thuế phổ biến của chúng ta hiện nay, tôi đơn cử ví dụ như là thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường, chẳng hạn, chỉ ngoại trừ mỗi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thì là trực thu, còn lại tất cả các sắc thuế khác của chúng ta đó là thuế gián thu. Và đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì đúng với cái tính chất của thuế gián thu, tức là người tiêu dùng cuối cùng là người sẽ phải nộp thuế. Và do đó thì có thể nói cái đối tượng mà gọi là chúng ta gọi là phải chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng, thì tất cả những cái chi phí thuế đó nó sẽ đi vào cái giá thành, giá bán của cái sản phẩm đó. Đơn cử ví dụ như là chúng ta bây giờ giả định là áp dụng khoảng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng điện thoại di động chẳng hạn, khoảng 50%, 30% hay 100%, thì nghiễm nhiên là cái giá nó sẽ tăng lên tương ứng. Và như vậy thì có thể nói là đúng như anh nói, khi mà cái gánh nặng thuế đó nó tăng lên thì nó sẽ kích thích những cái hoạt động ví dụ như là buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, với một cái mục tiêu là gì? Là để trốn cái mức thuế tiêu thụ đặc biệt mà chúng ta định áp vào như vậy đó, thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường, không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của những cái người tiêu dùng như là chúng ta đang bàn ở đây, mà rõ ràng nó còn ảnh hưởng đến cả cái lợi ích của những người sản xuất, và thông qua đó thì sẽ tác động tiêu cực đến cái sự phát triển kinh tế cũng như là sự phát triển xã hội. Thì tôi cho rằng chính vì vậy mà mỗi khi lựa chọn cái hàng hóa hay cái dịch vụ nào làm đối tượng để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta rất cần phải cân nhắc và phải tính toán cả những cái mặt thuận cũng như là những mặt không thuận. Về cái mặt kinh tế vĩ mô thì ông có cho rằng khi mà cơ quan chức năng thì muốn tiến hành cái việc mà thu được nhiều thuế thì rõ ràng họ phải có một cái nguồn nuôi dưỡng được một cái nguồn thu bền vững, thay vì việc là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt một số các cái nhóm mặt hàng hay là một số các cái nhóm hàng được cho là đặc biệt để tăng thêm nguồn thu. Bởi vì cái tư duy của chúng ta khi mà tận thu các cái mặt hàng như thế này thì liệu chăng có kìm hãm cái sự phát triển một cách bền vững hay không? Vâng, cái này thì nó xuất phát từ một cái quan điểm có thể nói là xuyên suốt trong cái việc là chúng ta hoạch định về cái chính sách thuế. Bất kể một chính sách thuế nào, dù là trực thu, là gián thu, là thuế tiêu thụ đặc biệt hay là thuế giá trị gia tăng, gắn với đó là cái việc chúng ta lựa chọn cái thuế suất bao nhiêu phù hợp cho từng cái sắc thuế đó và điều chỉnh như thế nào qua từng giai đoạn, thì chúng ta đều phải căn cứ vào ba cái chức năng cơ bản của thuế. Cái chức năng thứ nhất đó là thuế là tạo ra cái nguồn thu, mà thậm chí là nguồn thu chủ yếu. Tôi đơn cử ví dụ như Việt Nam chúng ta hiện nay thuế và phí chẳng hạn đóng góp tới hơn 90% trong cái tổng thu ngân sách nhà nước, hay là riêng cái thuế tiêu thụ đặc biệt trong dự toán năm 2019 là chúng ta là thuế tiêu thụ đặc biệt cỡ vào khoảng 116.599 tỷ đồng. Nó xấp xỉ khoảng 10% trong cái tổng thu ngân sách. Đó là cái chức năng đầu tiên. Cái chức năng thứ hai đó là điều tiết các cái hành vi trong nền kinh tế, thì rõ ràng là đây là một cái lựa chọn mà chúng ta phải cân nhắc. Và cái thứ ba là phân phối lại thu nhập. Do đó thì với cái việc mà chúng ta áp các cái sắc thuế nói chung và đối với cả cái thuế tiêu thụ đặc biệt nói riêng này, thì rõ ràng cái quan điểm của anh là hoàn toàn chính xác. Ngành thuế tôi được biết hay ngành tài chính cũng luôn luôn dựa trên cái quan điểm nuôi dưỡng nguồn thu. Tuy nhiên thì cũng không ít trường hợp có thể nói là như vậy, đặc biệt là đơn cử như cái đề xuất này có thể là không những là nuôi dưỡng nguồn thu mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái thị trường, kể cả từ phía cung cũng như là từ phía cầu, và thông qua đó thì cũng có thể xuất hiện những cái mặt trái của cái việc là chúng ta áp thuế cũng như là áp dụng cái tăng cái thuế suất của một sắc thuế nào đó chẳng hạn. Và như vậy thì chính vì thế mà chúng ta cần phải có những phân tích và đánh giá tác động một cách chuẩn xác mỗi khi có một cái đề xuất hay một cái lựa chọn liên quan đến thuế nói chung cũng như là cái thuế tiêu thụ đặc biệt nói riêng. Với các nước khác thì thế nào? Vâng, với các nước khác thì cũng như vậy, có thể nói là thực ra thì cái việc mà tỷ lệ thu thuế nó phụ thuộc vào cái trạng thái thực tế của mỗi một quốc gia cũng như là cái quan điểm của họ đối với cả cái việc là phát triển kinh tế xã hội thông qua cái vai trò điều tiết của thuế. Do đó thì các cái lựa chọn đấy tôi cho rằng nó phải phù hợp với cái thực tế và đặc thù của mỗi một nền kinh tế. Vâng, một lần xin cảm ơn Vũ Đình Anh đã tham gia chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thì có thể thấy là trong cái dự thảo lần này thì cũng sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, và hy vọng rằng với những ý kiến như vậy thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các ý kiến của Bộ Tài chính sẽ góp phần làm nên một cái đề án nó có cơ sở hơn để giúp người dân cảm thấy minh bạch hơn và yên tâm hơn đối khi sử dụng các loại dịch vụ hay là các cái sản phẩm như vậy. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.